Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dòng Lam nặng ân tình câu họ ví dặm. Còn Hưng Yên là nơi phát tích dòng họ Hoàng của thân mẫu Bác Hồ với phố Hiến vang bóng một thời bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Sợi dây liên kết này đang dẫn dắt sự hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Với sự kiện ngày 30 tháng 3 vừa qua tại Hưng Yên, Ban Thường vụ hai tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác gồm 5 nội dung. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin giới thiệu các nội dung hợp tác giữa hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng, khoa bảng, hiếu học và nhất là có mối liên hệ ruột thịt đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên và Nghệ An vừa qua, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng sự hợp tác sẽ mở ra một chương mới, nâng tầm mối quan hệ tình cảm đặc biệt giữa hai địa phương, mở thêm nhiều cơ hội phát triển. Chúng tôi nhận thấy hai tỉnh ta có nhiều điểm tương đồng, nhiều nội dung, lĩnh vực có thể trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm. Tôi tin tưởng rằng sự gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản hợp tác giữa hai địa phương, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta và Hưng Yên là quê hương của thân mẫu của người, sẽ mở ra một chương mới, nâng tầm mối quan hệ gắn bó, bền chặt, tình cảm đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương, đồng thời cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả hai địa phương chúng ta, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cũng nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai tỉnh là dấu mốc quan trọng nhằm phát huy lợi thế của mỗi địa phương để cùng nhau phát triển. Tỉnh Nghệ An và tỉnh Hưng Yên dù có khác nhau về vị trí địa lý, khác nhau về điều kiện tự nhiên, điều kiện dân cư, rồi là điều kiện về xã hội, nhưng tôi nghĩ lịch sử này, truyền thống này, văn hóa thì có nhiều nét tương đồng và cùng có những sợi dây liên kết, có truyền thống cách mạng, rồi truyền thống khoa bảng hiếu học nổi tiếng, và há cái mảnh đất này thì cũng là mảnh đất địa lý sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hóa, rồi chí sĩ cũng đó. Những cái sợi dây liên kết đó cho thấy cái việc chúng ta ký kết hợp tác là một việc làm quan trọng và thiết thực, có ý nghĩa. Từ nay đến năm 2025, Nghệ An và Hưng Yên tập trung hợp tác các nội dung, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, hợp tác phát triển văn hóa và du lịch, phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư, phát triển đô thị và lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính. Để việc hợp tác đi vào thực chất và hiệu quả, hai tỉnh nhất trí mỗi địa phương cử đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy và một đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo các nội dung này. Ngay sau khi ký kết, hai tỉnh nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, trước mắt là sưu tầm, bổ sung tài liệu hiện vật về dòng họ Hoàng tại Nghệ An để trưng bày tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ tại huyện Qua Châu. Mới đây nhất, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng Yên đã tham dự lễ hội làng Sen năm 2023 tại Nghệ An đúng dịp kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan. Chúng tôi cũng quan tâm đến những cái việc phối hợp trong cái bảo tồn, phát huy các cái di sản văn hóa của hai địa phương. Trong đó thì cũng nhấn mạnh đến những cái di sản văn hóa, những cái di tích lịch sử văn hóa mà gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số lĩnh vực sẽ được hai tỉnh đẩy mạnh hợp tác ngay trong thời gian tới là thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đảng trong doanh nghiệp.